Xin chào các em, bây giờ cô sẽ dẫn các em giải bài 7 trang 8 sách giáo khoa toán lớp 6 tập 2. Đề bài: điền số thích hợp vào ô vuông. A, B, C và D đều có các ô vuông trống. Chúng ta sẽ phải điền số nào đấy vào những ô vuông trống này sao cho, ví dụ ở câu A, phân số 1/2 sẽ bằng phân số ở phía bên phải mà chúng ta phải điền vào ô vuông. Do vậy, muốn giải được bài 7, chúng ta sẽ xét định nghĩa. Ở trang 8 có cho chúng ta định nghĩa như sau: hai phân số A phần B và C phần D được gọi là bằng nhau nếu A nhân D bằng B nhân C. Do vậy, để giải được bài 7, chúng ta sẽ coi như mỗi ô vuông ở trong bài này là một số x cần tìm. Sau đó, chúng ta sẽ thực hiện lấy 2 nhân x bằng 1 nhân 12, ví dụ ở câu A, để chúng ta giải x ra một số nào đấy, chúng ta sẽ điền vào ô vuông. Ở đây, cô đã ghi ra nháp như sau: thay mỗi ô vuông bằng một số x, rồi tìm x bằng cách nhân chéo. Ví dụ, ở câu A, chúng ta sẽ làm như sau: 1 phần 2 sẽ bằng x phần 12. Do vậy, 2 nhân x sẽ bằng 12 nhân 1. 2 nhân x sẽ bằng 12. Vậy x sẽ bằng 12 chia 2. X sẽ bằng 6. Chúng ta sẽ điền vào ô vuông ở câu A là số 6. Tiếp theo, chúng ta sẽ sang câu B. Câu B, 3 phần 4 sẽ bằng 15 phần x. Tương đương với lại 3 nhân x sẽ bằng 4 nhân cho 15. 3 nhân x sẽ bằng 4 nhân 5 bằng 20, viết 0 nhớ 2. 4 nhân 1 là 4, nhớ 2 là 6. X sẽ bằng 60 chia cho 3. X sẽ bằng 20. Chúng ta sẽ điền 20 vào ô vuông ở câu B. Tiếp theo ở câu C, 8 x trên 8 bằng âm 28 phần 32, thì sẽ có 32 nhân x bằng âm 28 nhân 8. 32 nhân x sẽ bằng 8 nhân 8 bằng 64, viết 4 nhớ 6. 2 nhân 8 bằng 16, nhớ 6 là 22. Ở đây có dấu trừ. X sẽ bằng âm 224 chia cho 32. X sẽ bằng 7 trừ, ở đây thì chúng ta sẽ phải ghi thành trừ 7. Do vậy, chúng ta sẽ điền vào ô vuông ở câu C là số trừ 7. Tiếp theo ở câu D, câu D ta có 3 phần x sẽ bằng 12 phần âm 24. 3 nhân cho âm 24 sẽ bằng 12 nhân x. 3 nhân 4 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 3 nhân 2 là 6, nhớ 1 là 7. Âm 72 bằng 12 nhân x. X sẽ bằng âm 72 chia cho 12. X sẽ bằng âm 6. Chúng ta sẽ điền âm 6 vào ô vuông ở câu D. Như vậy, cô vừa hướng dẫn các em giải xong bài 7 trang 8 sách giáo khoa toán lớp 6 tập 2.